Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt là tại hoàn cảnh của ba anh em Mìn và em Chùa và em Quỳnh nữa, và đặc biệt nhất là vợ chồng của em Quỳnh cô bác ạ. Và đến hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được một cái phần quà từ bà Vương Kim Thanh gửi tới cho hai vợ chồng trẻ là em Quỳnh với lại thêm là em vợ của em nữa các bác. Đây, còn ở đầu video thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói qua về một chút là bà Vương Kim Thanh có gửi cho cháu Lực là bao nhiêu các bác nhé. Cháu Lực có nhận được là cái số tiền của bà Vương Kim Thanh gửi cho hai vợ chồng là 2.520.000. Và trong đó thì là bà có cho cháu Lực là 100.000 để mà làm mà kinh phí đổ xăng đi lại, và mua một cái bóng đèn năng lượng mặt trời là 780.000, và mua sữa là hết 490.000, và mua thịt là 300.000. Thì cái khoản còn dư là bà có bảo là đưa cho vợ của em Quỳnh của bác ạ. Ở đây thì là bà có dặn cháu Lực là mua thêm là một số đồ nữa đấy, tuy nhiên thì là ở xá là không có. Thí dụ như là bình cái bình mà để mà pha sữa đấy các bác, thì cái này thì cháu Lực sẽ gửi lại tiền cho vợ chồng của em ấy, thì đến lúc ngày chợ thì em sẽ tự ra chợ và tự mua các bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ xin được phép là đọc cái lời nhắn của bà Vương Kim Thanh gửi tới cho cháu Lực, cho tất cả các bác là cùng nghe một chút các bác nhé. Cháu Lực ạ, sáng cháu dậy đã, cháu sẽ nhận được 100 đô bà gửi, bà nhờ cháu mua cho vợ chồng em Quỳnh một đèn năng lượng mặt trời, nếu có loại 150W thì mua vì nó sẽ sáng hơn, không có thì mua 100W, còn nếu không có thì đành mua 100W vậy. Và tiền còn lại bà cho cháu 100.000 để đổ xăng, còn bao nhiêu cháu mua ít thịt nạc và mua sữa và bình, cháu đọc hướng dẫn chỉ cho Quỳnh pha sữa cho con nó bú thêm, còn tiền dư đưa cho vợ chồng Quỳnh, cảm ơn cháu nhiều. Đấy, và đèn năng lượng mặt trời của bác thì hiện tại là cháu Lực đang đặt rồi đấy, tuy nhiên là vẫn chưa đến nơi, thì cháu Lực xin phép là mua một số đồ cho hai vợ chồng em trước của bác. Tại còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi tiếp tục là đi vào hoàn cảnh của ba anh em của bác nhé. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp của bác ạ. Hôm nay ấy, anh cũng mong rằng là thời tiết nắng như thế này thì để cho công việc của cháu Lực đang làm hiện tại cho nó suôn sẻ một chút của bác ạ. Vậy còn ở đây là cái phần mà cháu Lực là mua cho cô bác, mua lên của bác ạ, mua sữa này. Ở đây thì là cháu Lực mua một lọ sữa, đây là hãng là Diamonin. Đấy, là cái lọ sữa này rất là đắt của bác. Lọ sữa này là cháu Lực mua mới hết là 490.000 của bác ạ. Ở đây thì nó có giá ở đây thì một tí nữa cháu Lực cho các bác xem, và mua thêm là 300.000 là thịt nạc nữa. Ở đây thì là thịt là lợn đen của bác, thịt lợn đen mua nguyên thịt nạc thì nó là đắt hơn. Trước thì cháu Lực là lên trên này là nhiều hơn của bác đấy, nhưng mà bây giờ thì ta thấy là bảo là hai vợ chồng của em Quỳnh là chuyển đi xuống nhờ nhà hàng xóm này ở rồi. Quỳnh có ở nhà không? Hai vợ chồng là có mượn là ngôi nhà hàng xóm để ở cô bác ạ. Không biết là nay đi xuống thì có bắt gặp là hai vợ chồng là nhà không ấy. Chùa em Quỳnh thì bảo là đi chở ngô rồi. Không biết là vào trong nhà thì có vẻ như là không có ai cả. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Quỳnh, có lẽ là không có ai ở đây các bác. Không biết là vợ của em Quỳnh thì đã đi đâu rồi ấy. Mọi lần cháu Lực xuống thì là có ở dưới này này các bác này, là có ngủ tại cái chỗ mà đang để củi như này. Hôm nay xuống thì không thấy đi đâu hết rồi, dọn dẹp là sạch sẽ rồi.
lên trên nhà trên xem là hỏi xem là đi đâu rồi. Quỳnh, Quỳnh dưới này đi đâu rồi em? Quỳnh dưới này đi đâu rồi? Quỳnh nhà đi chở ngô à? À thế còn vợ của Quỳnh đi đâu rồi? Vợ của Quỳnh ở đây à? À. Vợ Quỳnh là bây giờ ngủ phần mái hiên này rồi à? À. Lên đây ngủ lâu chưa? Thế là hôm qua là vừa mới lên rồi à? Đây là đang chuẩn bị là nấu cơm tối à? Quỳnh đi tận đâu để bẻ ngô ấy? Đi trên kia. Thế con là chùa đi đâu rồi? Có thấy chú có biết chùa đâu không? À, cũng là đi bẻ ngô à? Nhưng mà bẻ bẻ ngô ở nhà của Quỳnh hay là bẻ ngô nhà ai? Nhà Bình. Nhà Bình á? À. Này có sợ chó không? Nhỉ? Chó này ghê lắm ấy. Vừa rồi thì thấy em gái nói rằng là vợ của Quỳnh lên lại lên trên này ngủ rồi các bác. Thấy là quần áo là treo khá là nhiều ở ngoài. Vợ Quỳnh ở đây à? Hả? Phải không? Vậy là cháu Lực để đồ đây một tí đó các bác ạ. Tí đợi em Quỳnh vào rồi thì vào nhà sâu vậy. Vừa rồi thì cháu Lực từ dưới nhà của các em lên cô bác ạ, nghe nói rằng là em Quỳnh với lại em Chùa thì là lên trên để mà bẻ ngô, thì có mỗi là vợ của em Quỳnh là đang ở nhà thôi. Vợ thì trong thời gian đang ở cứ thì cháu Lực cũng không có tiện là đi vào trong phòng máy thì thấy thấy rằng là vợ của Quỳnh là chuyển ra trên cái phần mái hiên của nhà Quỳnh là để ở rồi. Không biết là có phải là mẹ cho ở không? Hay là một cái lý, thêm một cái lý do nào khác nữa? Đợt mà cháu được lên chia sẻ thì thì cả gia đình là ở với nhau các bác. Thế nhưng mà sau khi mà vợ của Quỳnh là sinh xong ấy, vợ của Quỳnh là có đi bệnh viện nhưng mà đi đến bệnh viện là đi không kịp các bác ạ. Thành ra là đẻ luôn ở ngoài đường. Đẻ ở ngoài đường xong mà về đến nhà thì mẹ không cho ở, mẹ không cho vào nhà nữa. Cũng may mắn là được hàng xóm là người ta cho ở nhờ. Đến cũng mấy hôm nay rồi cháu Lực không có lên thì đến hôm nay thì thấy là cháu Lực lên đấy, cháu Lực lên thì thấy là mẹ là chắc là đồng ý ra cho ở phần mái hiên hay sao ấy, nhưng mà thực chứ hư là câu chuyện là vẫn chưa biết như thế nào thì để gặp em Quỳnh thì cháu Lực sẽ hỏi thêm. Con đường này thì là cháu Lực cũng ghi hình là vài lần rồi. Đường xá thì đến thời điểm hiện tại thì đang bị sạt ra rất là nhiều. Rồi một tí nữa thì gặp các em thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục ghi hình sau các bác ạ. Từ cái đoạn đường này đi lên chốn nương ngô các em thì có vẻ như là còn khá là xa. Xe này khỏe chú nhở, xe này. Xe này 135 hay là 110 ấy? À. Đến đây thôi nhá. Đến đây thôi à? À, chờ bí đây à? Thế cháu cảm ơn nhá. Mày quá, đang đi đường thì gặp chú cho đi nhờ. Chú chờ bí đi à? Mùa này mùa có bí nhiều đấy nhở. Ồ, bí nhiều lắm.
Nhà chú là có bí, có rừng, có nương ở trên này à? Bí này đem đi bán này là đem để mà cho lợn ăn rồi chú? Nhiều quá không ăn hết nhờ. Mấy quả to cái thì chắc là để dành làm giống chú nhỉ? Thế cháu cảm ơn nhá. Đấy, đoạn này thì cháu được nhìn thấy là bị sạt khá là nhiều này. Hầu như là con đường này là đào rất là rộng nhưng mà bị sạt thôi nhá, là chỗ kia là chỉ có vừa một con xe máy để đi thôi. Thấy là nhà của Quỳnh là có nương rất là xa đấy cô bác ở đây ấy. Vừa rồi thì cứ nghĩ rằng là đường sạt nhiều quá ấy, thành ra là không lấy xe máy được lên. Phải nằm ở tít cái quả đồi ở phần ra phía dây điện ra bên kia này. Nắng rất là đẹp mà trên kia thì lại sương mù, lại mây đen lại kéo đến rồi. Ở tận tít là ra phía bên kia các bác ạ. Tương đối là xa đấy. Nếu mà dưới này có đường thì đi đây từ một khác ra kia thì nó gần thôi. Nhưng mà do là không có đường thì là bắt buộc là phải đi theo con đường to này. Đang đi thì là bắt gặp là em Quỳnh rồi. Ôi! Hả? Anh đi trên xem em bảy ngô ở tận đâu? Ở kia nhưng mà đi ở kia. À đi ở kia thế, đi xe máy đến tận đâu? Đến nhà kia thôi mà. Đến nhà kia à? Lai được anh đi không? Có nhưng mà sớm một tí đây thôi. À sớm một tí đây à, thế qua thế này đã. Đây, Quỳnh gửi một lời chào tới các bà nào. Cô xin chào các ông các bà. Hôm nay là bể ở nhà em à? Vâng. À, sắp hết chưa? Bể hết giờ nhưng mà bể hết rồi. Bể hết rồi à? Vâng. Thế là bây giờ đang chở à? Vâng. Có một mình em chở thôi à? Vâng. Chùa với lại mình thì đi đâu rồi? Chùa đi cũng đi bệnh ngô nhưng mà cùng đi bệnh ngô cùng người khác bệnh. Cùng người khác à? Vâng. Thế là không phải là của nhà mình à? Nhà mình thì có nhiều hay có ít? Có ít ạ. Có ít thôi à? Vâng. À. Thế là còn mình? Mình lúc đấy bảo là đi xuống chợ mua một tí rau. À, xuống chợ là mua thức ăn à? Vâng. Hôm nay có ai hộ không? Có. Có à? Vâng. À, vừa rồi thì anh thấy lên thì thấy là vợ là lên ở nhà mới, nhà cũ rồi à? Vâng. Ở cái lán đấy à? Vâng. Thế hai vợ chồng là ra ở đấy à? Vâng. À, thế là mẹ lại cho vợ ở à? Vâng ạ. À, mẹ cho ở lâu không? Chưa, không biết, mẹ bảo là cho ở 2-3 tuần xem nào đó. À, cho ở 2-3 tuần à? Vâng. Thế cái đôi vợ chồng của người anh dưới hàng xóm đi làm thì là sắp về hay là như nào? Chắc là chưa về đâu. Chưa về à? Vâng. Thế là buổi tối là em ngủ ở trên đấy luôn đấy chứ? Vâng. À, vừa rồi anh đi xuống cái nhà thì không thấy là hai vợ chồng ở dưới đấy nữa. Thì hỏi vợ thì vợ nói rằng là hỏi em gái, có một em gái thì bảo là hôm nay đi bẻ ngô. Mới bảo là qua nhạc sự lên ấy, thì anh cứ nghĩ là ở trên này thôi. Anh không nghĩ được rằng là ở tít bên kia kìa. Thế ở trên kia là, ở bên kia là thấy là có mấy người đang vác, cái kia là vác cho nhà em à? Không, kia là vác cho nhà Vân à. Vác cho nhà Vân á? Vâng. Thế bây giờ đi đường nào đi bây giờ ấy? Đi đường này đi hả? Đường này đi à? Thế vâng. Đi trước đi, nếu mà không lai được ấy. À, đi đi. À, được, đi đi. Thấy là mấy thanh niên đi là cũng không có đội mũ gì cả. Tầm nếu mà phải nói là để mà lựa chọn xe các bác thì ở trên địa hình ở trên này này thì là mua cái loại dòng xe Uy như này này. Mua cái dòng xe Uy như này thì đi nó sẽ khỏe hơn. Xe Uy này thì nó cũng do đó là tầm độ là 15-16 triệu đấy. Rẻ hơn một con xe quay. Vậy đường mà với đường này mà mới đào xong thôi mà cháu được nhìn thấy là xe máy là đi là còn là khó hơn này.
và những cái con đường mà mới đào như này thì là không thể tránh khỏi được bị sạt cả. Đây là gặp mấy bạn nhỏ, không biết là đi đâu về đây. Đi đâu về đây? Đi đâu về? Đi chơi về. Chơi từ đâu về? Chơi từ đâu về? Hả? Chơi từ đâu về? À, chơi bên kia à? Bye bye nhá. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Mấy bạn nhỏ này thì là quen cháu Lực rồi cô bác ạ. Thành ra là các em mới cởi mở như thế đấy, chứ không là các em không dám nói chuyện đâu. À, đi được, đi đường đấy à? Rồi. Ui, ấy nhỉ, đi đi. À, đi đi, đi đi đi. Ui, đường như thế này mà vẫn còn là lai được ngô đi vào này. Đấy, nó đi xe rất là đỉnh nhá. Ngô của nhà Quỳnh thì được bao nhiêu bao Quỳnh? À, chỉ được 10 bao à? Nhưng mà ngô này là chung ấy chứ? Hay là làm hay là riêng? Chung à? À. Không đi đâu à? Hả? Có mấy bạn nhỏ này. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ không ở nhà à? Mấy bạn nhỏ này thì là chưa quen mấy cô bác ạ, thành ra là không có được cởi mở. Thế ai vác ngô từ bên kia ra đây? Mẹ nhớ cùng hai ba ông. Hai ba ông nữa à? Ồ, hôm nay của nhà Vân cũng bẻ ngô à? Vâng ạ. Một vác ngô này bao nhiêu cân hả Vân? 40-50. 40-50 cân á? Ừ. Vác xa không? Xa, tìm cái đá to kia về, không sao. Tìm cái đá to kia? Vâng. Ôi, anh à? Cho lửa chắc là thì lên. Nhà anh nè à? Đúng rồi. Vậy, à, cho thì lên. Đi đâu? Chở vào. Đang lên trên nhà Quỳnh nhá mà. Thấy Quỳnh bảo lên đây chở ngô ấy. Mỗi lần lai là lai được bao nhiêu bao hả Vân? 3 bao. Lai được 3 bao á? Vâng. Ui ôi, đường này lai được 3 bao? Vâng. Thế Quỳnh thì lai được mấy bao Quỳnh? 2 bao thôi. Quỳnh lai được 2 bao à? Vâng. Quỳnh thì có vẻ như là tay lái là yếu hơn nhờ. Hay là xe của Vân khỏe hơn đấy? Xe của Vân nó mới một tí ấy. xe của Vân mới một tí là khỏe hơn à? Vâng. Ôi, Vân lại. Nóng quá à Vân? Nóng quá. Đấy, những cái bạn mà thanh niên ở đây thì là hầu như là trước cũng đều là giúp cho Lực là chở vật liệu các bác ạ. Vân Ca này, Thắng này, thì là một số bạn nữa, khá là rất là nhiều người. Nước này là mát đấy anh nhỉ, nước này. Nước này mát đấy nhỉ. Nước say mà. Nhưng mà nước mát đấy, nước này. Ở trên kia là thuộc vào trong rừng già rồi, cho nên là nước khí hậu ở đây là rất là mát. Ờ, chỗ này là tách luôn cả vỏ à? Ôi, nhưng mà ngô này ngô bé đấy nhỉ? Ngô bé mà, ngô trên này không to như ngô dưới kia. Không mua lại hạt giống người ta bán này. Trồng trên này không được đâu. Trồng trên này không hợp à? Vâng. À, thấy là trên này là toàn là cái giống ngô ta hết nhờ. Vâng. Chứ không phải là giống ngô lai. Vâng.
Bao này à, đây là bao của bao của nhà Vân là bao màu trắng à? Không, em của em là chỉ có bao này thôi. À. Ôi giời, chùa này. Khỏe đấy chùa nhờ. Cái này là của nhà Vân à? Vâng. Thế là chùa hôm nay là đi trả công hay là đi lấy công? Lấy công. Hôm nay đi lấy công á? Lâu rồi. Ôi, điệu một lần sắp được một bao nhỉ, một cái sọt này ấy. Một cái cùi này ấy. Lâu xem đấy ha. Quỳnh chùa chào con các bà cái nào chùa? Con xin chào công các bà. Hôm nay là đi hộ nhà Vân từ sáng à, nhà anh Vân từ sáng à? Vâng. À đây có cả con của nhà chú của Sử đấy nhỉ. Hôm nay Sử không đi ra hộ à? Hôm nay Sử không rảnh. Sử không rảnh nhá. Sử đi đâu hôm nay? Sử chả biết Sử làm gì nhưng mà hôm nay em alo Sử không rảnh. Đấy là nhà Sử mùa này cũng có làm gì đâu nhà. Mất chết lại mà phê mất tay cho nó. Đi bộ trên này á. Hả? Đi bộ từ nhà Quỳnh. Đúng rồi, đi bộ từ nhà Quỳnh đây mà. Xa ấy. Không đi xe. Hả? Vừa rồi anh tưởng là không lên được ấy. Thế là nhà của Quỳnh là bẻ hết rồi, Quỳnh chỉ cần chở thôi à bây giờ ấy? À. Nhà của Vân là nhiều hơn chứ Vân? Của em tất ở bên này thôi mà. Nhà của... Tất ở bên này thôi, không cần nữa, gần nhà thôi. Nhưng mà nhà của Vân nếu mà sau này mà các em lớn lên mà chia nhau chắc là được mỗi người cũng một ít thôi nhờ. Vâng. Anh thấy là đông người quá ấy. Bây giờ ở riêng rồi à? Thế là lấy vợ cái là ở riêng à? À Vân lấy vợ ở tận đâu ấy? Chế là à? Thế vợ của Sử là tận đâu? Cũng ở Chế Là. Cũng ở Chế Là à? Nhưng mà khác thôn. Khác thôn à? Vâng. Nhưng mà Vân là cưới đúng không? Cưới rồi. Vân là cưới xong hết rồi. Hầu như là thanh niên nào trên bản này cũng đều là rất là khỏe đấy mà. Xe của Vân thì là chở 3 bao. Ui. Quỳnh nhà buộc chưa? Chưa buộc à? Chùa này là chuẩn bị là đi học vào đấy nhờ. Đi học là hôm nào đi là anh gọi nhá. Mình phải đi trước vài hôm để mà đi xuống kia dọn dẹp nhà cửa đấy. Ô anh à? Gần trường luôn. Cách trường độ tầm là mấy bước chân thôi. Tao phải đứa nào mà làm các kiểu mới nhau. Của Quỳnh thì chở bao nhiêu chuyến là hết à Quỳnh? Không biết nữa. Chỗ này thì ba bao này của Quỳnh hết à? Bây giờ để trước một bao nữa à? Vâng, để trước bao nữa. Ôi dồi. Này nó Hôm nay là gia hộ nhà Quỳnh nhà anh, à nhà Vân ấy. Nhà mấy anh em là ai có việc thì giúp ai thôi nhở? Nhà anh bé chưa? Anh chưa bé tí nào à? Chở thêm một bao nữa như của Vân này. Vân có vẻ tay lái lụa hơn đấy nhỉ. Nhưng mà mặt thì làm sao đây hả Vân?
chưa ngã xe. Chưa ngã xe à? Ôi. Mình chưa xây đi xuống nước kia cùng anh em uống mùa hai chén rượu không về. Thế là về là bị ngã à? Vâng. Đấy, thấy à, các à, bạn gái là cũng dùng vùi để mà vùi. Ô nhưng mà cái này không bóc vỏ à? Cái này không bóc. Bóc vỏ là nó bị hay mọt nhỉ? Hôm nay gùi được bao nhiêu gùi rồi em gái? Làm cái này được bao nhiêu cái từ viên kia ra rồi? Nhiều rồi á. Từ sáng rồi à? Sắp hết chưa? Sắp hết rồi á. Hai chuyến là hết rồi. Em gái của Vân là chưa đi lấy chồng đâu nhỉ? Các bạn gái là lấy chồng à, sớm đấy. Nhưng à, bạn như bạn gái áo xanh xanh là đi lấy chồng là chồng lười quá bỏ về luôn. Không phải không được lười đấy. Thế vợ của Vân đâu ấy? Vợ em cũng lười xong em chỉ mới câu bảo là không làm việc xong nó chạy đi bà ngoại rồi. Sợ bỏ về ngoại không? Phải đi đón đấy nhờ. Ồ, xe của Quỳnh là xịt hơi à Quỳnh? À, Quỳnh cũng chở được 3 bao chứ đùa đâu. Vừa rồi thì là em Quỳnh thì cũng đã chở ngô là về tới nhà rồi cô bác. Quỳnh ơi, em lấy cái thịt lợn này đi cất cho để mà cất xong tối nào cho vợ nhé. Vâng. Chỗ này thì là toàn là thịt nạc thôi. Vâng. Vợ là ở đây à? Thế là bây giờ hai vợ chồng là ở đây à? Vâng. Này thì có vào được không? Có. Có à? Vâng. Thế mở cửa ra xem nào. Thế là ra lên đây ngủ lâu chưa? À, hôm qua mới lên á. Ôi, từ từ đã. Cái Vân à, chùa cất thịt này vào trong đâu đấy? À Quỳnh này. Cất thịt vào trong nó vẫn còn đông đá một tí nhá. Ê, ngủ đâu ấy? Ngủ đây. À thế là vẫn ngủ dưới này thôi à? Ồ, con nó khóc không? Con không khóc à? Con đang ngủ. À, xin nhá. Đấy, Quỳnh ngồi đấy đi. Ê, trên này là ai ngủ? Em gái của bạn ngủ. Em gái của vợ à? Vâng.
À, thế là em gái vợ đang ngủ trên này. Xong là vợ lại ngủ dưới đất à? Hôm nọ anh bảo là đi mua nệm, chưa mua nệm mà vẫn còn dùng cái để dài thôi à? Chưa nào. Thấy em bé là ngủ ngon đấy nhỉ? Thế hôm nay thì có một bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho anh ấy và bảo là nhờ anh mua mua một ít đồ lên. Ở đây thì anh mua sứa. Cái lọ sứa này là sứa Diamo ấy. Giá của nó thì khá là cao các bạn ạ. Giá nó là 400 là 90.000 hộp này. Đấy thì là một tí nữa anh sẽ gửi tiền cho hai vợ chồng để cho hai vợ chồng đi mua cái lọ về pha nhá. Đấy và còn cái cách pha thì là một anh đọc hướng dẫn này, xong là em pha theo nhá. Vợ biết đọc chữ không? À vợ biết đọc chữ à? Thế là em gái thì xem là cái hướng dẫn sử dụng nó đây nhá. Nhá. Xong là pha cho con nhá. Ở đây là anh thấy là cho 3 muối sữa bột này, tương đương với lại 30g vào ly, từ từ cho 150ml. Thì anh gửi tiền cho hai vợ chồng, tiền hai vợ chồng đi mua cái lọ kia để mà pha nhá. Đây thôi anh gửi cho em gái này. Đấy, rồi. Đấy, để lên trên đầu giường à? Đấy, để đằng sau cũng được mà. Đấy, hôm trước thì anh có nhận được là một cái khoản là của bà là Phương Kim Thanh, là bà lại tiếp tục là gửi cho hai vợ chồng. Đấy, gửi cho hai vợ chồng là 2 triệu là 520 ngàn. Đấy, và trong đó thì là có cho anh là 100 nghìn để mà làm tiền đổ xăng đi lại và mua một cái đèn năng lượng mặt trời. Thì cái đèn thì anh đang đặt rồi nhưng mà chưa đến nơi nhá. Cái đèn thì anh mua là 780 nghìn và mua một cái lọ sữa vừa rồi là anh đưa cho vợ đấy là hết là 400 là 90.000 thì nó có giá ở đấy rồi. Cái sữa này thì là rất là đắt, sữa này đấy, và nó cũng rất là tốt. Và anh mua thêm là thịt nữa là 300.000 thịt, là còn dư là 850.000. Đấy thì bà có bảo anh là mua thêm cả cái lọ để mà cái bình pha sữa đấy. Ngày chủ nhật thì nếu mà em đi xuống dưới thì em không có biết thì em có thể là bảo anh nhá, xong rồi anh đưa em đi mua cái lọ đấy. Rồi. Đây là 500 nhá. Anh gửi cho Quỳnh nhá. Đây là 200 nhá. Phải 200 chưa? Phải đúng không? Và thêm là 50.000 nữa. Này không biết là anh có cầm theo đủ tiền không ấy. Nãy lên trên kia thì anh mua một chút đồ ấy. 50. Quỳnh thử đếm xem là chỗ này có đủ là 50.000 không. Đếm anh xem là có đủ 50.000 không nhá. Đủ 50.000 rồi. Chỗ đấy thì có bao nhiêu rồi? Đấy. Tám trăm nghìn đúng không? Đấy anh thêm là 50.000 nữa là còn dư là 800 là 50.000 nữa. Đây đủ 850.000 đúng không? Đấy còn cái số tiền đấy thì lại để em mua thêm là cái bình để mà pha sứa nhá. Bình cái bình pha sứa với lại thêm là những cái đồ gì mà em cảm thấy là cần thiết nhất. Đấy, nhất là mua thức ăn để cho vợ và bồi bổ cho con. Đấy một lọ sứa thế này thì uống cũng được khá là lâu. Nhìn nó thế thôi nhưng mà uống được lâu. Thế thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Con xin cảm ơn bà Giang Kỳ
Vương Kim Thanh. Vương Kim Thanh đã gửi tiền cho hai vợ chồng mua thức ăn, con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Như Quỳnh thì có biết ơn bà không? Có biết ơn rất nhiều. Bà thì đợt trước cũng gửi cho em là 3.700.000, là cũng 50.000 hay sao ấy. Thì đợt này là bà lại tiếp tục gửi thêm cho hai vợ chồng nữa nhá. Vâng. Đấy thì vợ tên là gì nhỉ? Anh đã quên tên mất rồi. Vâng. Văn à? Vâng. Em gái gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Đây, sức khỏe của em gái là khỏe hơn nhiều chưa? Khỏe rồi à? À, thế mặt thì không bị sưng nữa rồi nhỉ? Đợt trước thì lên là bị sưng nhiều quá. Ôi nhưng mà em ngủ ở đây thì là phải cẩn thận nhá. Đêm thì sợ là rắn rết nó vào đấy nhá. Hết sức là phải để ý nhá. Em gái gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhá. Con xin cảm ơn bà Vương Kim Thanh. Đúng rồi. Đã giúp đỡ hai vợ chồng con. Em gái thì có vẻ như là vẫn còn là chưa biết nói chuyện nhiều lắm cô bác ạ. À, thì cháu Lực cũng xin thay mặt là hai vợ chồng gửi một lời cảm ơn, cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã yêu quý hai vợ chồng và giúp đỡ hai vợ chồng cái khoảng thời gian này. Đấy, còn là bây giờ thì anh hỏi Quỳnh một chút nhé. Vâng. Thế là từ tối hôm qua là lên hai vợ chồng là lên đây à? Vâng ạ. À, thế hai vợ chồng là cùng với lại cả con lên trên này à? Vâng. Thế nhà dưới kia thì không ở nữa à? Không. Thế là người ta không cho ở hay là như nào? Anh không cho ở rồi. Anh là không cho ở à? Vâng. Thế thì là tối hôm qua là hai vợ chồng mới dọn lên trên chỗ này để ngủ à? Vâng. Anh thấy là ở đây cũng có kiềng nấu cơm này, hai vợ chồng là có nấu cơm ăn cơm đây luôn không? Có. Có à? Vâng. Thế là hai vợ chồng là ăn cơm tại chỗ này luôn. Gạo này kia thì là hai vợ chồng còn không? Tự đi mua này. Là tự đi mua à? Vâng. À, thế là mua, thế là tiền hôm nọ anh gửi cho thì là còn hay là hết rồi? Lấy đi mua gạo ăn hết rồi. Đi mua gạo ăn hết rồi à? Vâng. Thế là ra đây thì là mẹ không chia cho gạo một tí nào à? Không. Thế nhưng mà tại sao mẹ lại cho vào đây ở ấy? Mẹ không cho nhưng mà em tự lên được. Em tự lên à? Vâng. Thế hôm qua là lúc trời sáng lên hay là tối mới lên? Tối mới lên. Tối mới lên à? Vâng. Thế ăn cơm là tối hôm qua là ăn cơm ở đây hay là ăn cơm ở dưới kia? Ăn ở đây thôi. Ăn ở đây à? Vâng. Thế là tối qua lại mới chuyển hết đồ đạc à lên trên này ở à? Vâng. Anh kia gọi điện hay là như nào? Anh kia nó gọi điện bảo là không cho ở nữa. Gọi điện nào là không cho ở à? Vâng. Ôi. Anh cho ở một thời gian như vậy thì là cũng biết ơn anh rồi. Đấy, có lẽ là khi là hai vợ chồng sắp về chẳng hạn. Ở đây thì là nếu mà ở như này thì là mẹ có nói gì không? Hôm qua mẹ cũng nói nhưng mà sáng nay mẹ không nói rồi ạ. Sáng nay là mẹ không nói à? Vâng. Nhưng mà nếu mà cứ ở như này thì là ở tầm trong bao lâu? Đấy là một cái góc... rất là nhỏ bác ạ, chỗ này thì đâu đó là cái bề ngang của nó được tầm độ là hơn 2 mét một chút thôi. Còn là cái bề dọc của nó thì được tầm là 4 mét gì đấy. Hai vợ chồng trong một cái góc nhỏ mà khi ra ở giếng là không có được thêm là cái đồ đạc gì nữa cả. Ở đây thì là liệu rằng là mẹ có cho ở lâu nữa không? Không biết mẹ bỏ làm cho 2-3 tuần đấy. 2-3 tuần đó, thế là cứ ở hết cứ rồi à? Vâng. Thế là ở hết cứ xong là hai vợ chồng là đi ra dọn ra chỗ khác để ở à? Vâng. Nhưng mà bây giờ không có chỗ nào để mà đi thì làm sao mà có chỗ để ở được? Chưa biết rồi. Nọ thì em bảo là đi, thấy mà em bảo là nếu mà như 2 tuần tới mà không có... Nếu như là không được ở nữa là đi dựng lán để mà ở à? Vâng.
Bé thì ban ngày thì thấy ngủ rất là ngon đấy, nhưng mà đến đêm thì chắc là khóc nhiều lắm nhỉ. Đêm ấy, đêm con có khóc không hả gái? Hả? Đêm con không khóc à? Đêm con không khóc đâu à? Với bây giờ thì đỡ hơn rồi à? Cũng được là 4-5 hôm rồi là anh chưa lên đấy. Thì lên đến đây thì thấy là em lại dọn lên trên nhà này để ở rồi. Đấy. Cũng không biết là lý do tại sao lại khi mà hai vợ chồng đi bệnh viện đó các bác. Do là chưa đến bệnh viện kịp ấy, là không có nghe lời mẹ là để trong nhà. Lúc trước thì mẹ định là cho vợ là để ở nhà. Thế nhưng mà xong lại hai vợ chồng là không đồng ý, cho nên là hai vợ chồng mới đi xuống dưới trạm để mà để. Đấy, đi lúc đấy đi thì mẹ vẫn đi theo nhờ. Nhưng mà do là không may là không đến trạm cô bác ạ. Đấy, thấy là về mẹ nói là để ở ngoài thì là không cho vào nhà nữa. Có vẻ như là mẹ của các em là rất là mê tín và cổ hủ cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì lên gửi cái phần quà của bà Vương Thị Thanh tới cho hai anh em. Thì là hiện tại cho Lực còn là nợ thêm là hai anh em là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời nhá. Để lúc nào mà anh nhận được thì anh sẽ lên đây lắp. Ở đây thì có đèn không? Có điện không? Không. Trong này không có điện à? Không. Ôi. Thế không có điện này buổi tối thì ăn cơm kiểu gì? Bật điện thoại. Bật đèn điện thoại à? Vâng. Thế bật đèn điện thoại là ăn cơm à? Nấu cơm cho vợ là chắc là 4-5 giờ là nấu mà thế. Vâng. Nấu sớm nhỉ thế. Vâng. Quỳnh thì trong thời gian này thì vợ đang ở cứ, cho nên là em không để mà đi đâu làm thêm được là những công việc gì của bác. Vợ thì thấy là lên thì cũng sắc mặt thì cũng dần là ổn định hơn rồi. Thì chắc là mấy nữa là khi mà vợ cứ xong ấy thì em sẽ phải chịu một cái áp lực rất là lớn thôi các bác. Năm nay thì mới có 17 tuổi nhỉ. Vâng. 17 tuổi thì đã phải là làm bố rồi. Trong khi đó thì là còn là không được mẹ của mình là giúp đỡ hay là thêm những cái gì cả. Thế có lẽ là hôm nay cháu Lực lên chia sẻ về quan cảnh của hai anh em. Thì cháu Lực rất là mong cháu Lực lên chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh của hai vợ chồng. Thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác giúp đỡ cho hai vợ chồng một là điều gì đấy. Thế còn là mình là buổi tối là mình vẫn ở ngủ ở nhà bên kia à? Mình với lại chùa. Vâng. Còn là như mình với lại em với lại thêm là chùa thì có cái gì xảy ra không? Có cái gì nói nhau gì không ấy? Có nói nhau gì không ấy? Có chửi nhau không? Không. Không chửi nhau à? Vâng. Là ba anh em vẫn hòa thuận đúng không? Đúng. Em Quỳnh thì nhìn vào khuôn mặt của em thì rất là hiền các bác ạ. Hôm anh có nghe rằng là mình là cũng đi bán củi xong là mua thức ăn cho là hai vợ chồng ấy đúng không? Đúng. Em chùa thì em ấy chỉ có là đi chăn trâu thuê thôi các bác ạ. Đấy, công việc của em ấy thì là hàng ngày thì như thế. Hôm nay thì là em không đi nữa. Hôm nay là em mới đi lấy công để mấy nữa là về là còn là thu hoạch ngô của nhà mình nữa. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác nhé. Con xin chào tạm biệt các ông, các bà, các anh, các chị ạ. Em gái gửi một lời cảm ơn tới gửi một lời chào tới các bác nhé. Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về. Xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.